cả nhà. Ở video này thì Liên sẽ cập nhật và giới thiệu cho cả nhà về một vài màu sơn của em Winner X 2022 hay còn gọi là Winner V3 hiện tại đang có sẵn ở cửa hàng Liên đây ha. Thì có thể đây Liên sẽ trưng một vài màu thôi, còn trong showroom cửa hàng Liên hoặc là ở những kho bên Liên còn để rất là nhiều màu khác nữa. Nhưng mà hiện tại Liên cho cả nhà xem một vài màu hiện tại đang trưng sẵn ở đây luôn cho cả nhà mình coi nhé. Đây là một em màu xám xi măng kết hợp thêm chuỗi special edition màu đỏ, kết hợp đây nữa hay là thêm hai cái đường vạch màu đỏ và màu đen này kết hợp làm cho xe nó có sự nổi bật hơn một xíu. Nếu giả sử mình thấy nguyên màu xám không thì nó sẽ là nó hơi chìm một xíu ha. Tuy nhiên bên Liên có sự kết hợp tem ở đây, và đặc biệt nữa ở phần lườn của xe như thế này, trước kia Liên có sơn lên một chiếc màu xám xi măng như vậy mà lườn này kết hợp màu đỏ. Tuy nhiên ở cái màu này thì Liên sẽ kết hợp là màu bạc nha cả nhà, ảm ánh lên cực kỳ là sang trọng luôn ha. Rồi đây nữa là một màu tím, màu này thì khá là hot. Và Liên nghĩ được là màu này sẽ là một màu hot trend của vào cuối năm 2022 và đầu 2023 sẽ là màu tím này, màu hot trend nha cả nhà. Thì cả nhà mình thường thích iPhone 14 Pro Max á, thì mình có thể sở hữu vừa iPhone vừa chiếc xe cùng màu luôn nha cả nhà. Rồi, ở đây nữa Liên có một em này thì là Winner V2 ha. V2 mình nhìn thấy cái đầu xe này, đấy, hệ hình như này ha. V2 là phiên bản HRC hay là nhiều bạn hay gọi là phiên bản đường đua đó. Rồi đây nữa Liên có một em màu xanh như trời mà ở bên ngoài nó kết hợp ánh lên màu bạc cực kỳ là sang. Màu này bên nhìn bên ngoài cực kỳ là sang trọng luôn nha cả nhà, đi cực kỳ là nổi bật luôn. Rồi, Liên báo giá cho cả nhà về những màu sơn như thế này. Hiện tại thì đối với dòng Winner X các bên nên có hai phiên bản luôn. Có thể là ở đây Liên sẽ trưng cho bạn hoặc là lên cho mình màu 3D của phiên bản thắng CBS hoặc là ABS chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu bạn thích màu này mà có phiên bản nào bên Liên cũng có cho mình hết luôn nha, đầy đủ cả hai phiên bản thắng ABS và thắng CBS hoặc gọi như bạn hay gọi là thắng thường á. Thì giá hiện tại dao động CBS là 37 triệu, ABS là 37 triệu 500, màu 3D thêm giúp Liên 2 triệu ha. Rồi, dòng xe này thì mình góp đôi trước giúp Liên là từ 4 đến 5 triệu thôi là mình có thể đính xe được rồi nhé. Và cả nhà mình yên tâm vấn đề này, mình đến mua xe bên Liên thì xe này mình sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm hoặc là 30.000 cây. Bảo hành tại cửa hàng Liên hoặc là tất cả các hãng Honda trên toàn quốc đều được bảo hành. Nên là mình ở xa mình cứ đến cửa hàng đi, bên Liên giao cho mình sổ bảo hành thì mình đến tất cả các hãng Honda mình bảo hành nhé. Rồi, thủ tục dòng thế này thì mình mua góp đưa trước giúp Liên từ 4-5 triệu đó rồi, và mang giúp Liên là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân này. Nếu mình có thêm được bằng lái hoặc hộ khẩu hoặc bảo hiểm y tế thì mang thêm giúp Liên thì mình có nhiều ngân hàng để lên hồ sơ hơn ha. Ngoài những màu này ra mà mình có thể thấy ở bên ngoài có những nhiều màu nào mà mình ưa thích á, thì hãy nhắn tin qua Zalo cho Liên thì bên Liên có sơn theo nhu cầu của mình luôn ha. Và chất lượng màu sơn, tất cả những màu sơn bên Liên đều có bảo hành trong vòng 1 năm cho mình nhé. Rồi. Video sau thì mình cần Liên giới thiệu về những dòng xe nào thì hãy comment ở dưới cho em thêm một like ha. Bye bye cả nhà.